Kính thưa quý vị khán giả của các kênh Đôi Phước Yến Sào Dầu Vàng, và hôm nay chúng tôi lại về trấn Chi Tôn, Phần Sóc của tỉnh của trên hòn đất của tỉnh Kiên Giang để tiếp tục sửa chữa một căn nhà yến này. Kính thưa quý vị, căn nhà yến này có diện tích là 620 và tổng là 5 sàn. Tổng thời gian vận hành thì khoảng tầm các bác chủ nhà nói là cũng 6-7 năm đấy. Nhưng mà căn này thì tôi làm ở góc độ giải cứu, dù giải cứu hay là làm dịch vụ thì chúng tôi cũng phải tận tâm tạo lực để chúng tôi làm một căn nhà yến nó chỉnh chu. Thưa quý vị, đằng sau tay tôi đó là lớp simbo, và sau lớp simbo thì là một lớp bạt như thế này, và đằng sau lớp bạt thì là lớp tôn ba lớp. Móng thì làm tầng trệt thì nó có xây nhà. Và đây đó là tôn đấy, phải làm một căn nhà yến hôm nay chúng tôi cực kỳ vất vả. Thứ nhất đây là chúng tôi phải làm một cái vách tường bằng bạt, vách tường bằng bạt và chăn che này. Và thứ hai là phải đi hết toàn bộ cái hệ thống loa du. Hệ thống loa du này là coi như họ đi là sai hết, bắt ngang cái loa và nó không đạt được cái chỉ số. Đây quý vị thấy, quý vị nhìn thấy tôi quay cái đèn là quý vị thấy là hàng hai hàng loa của chúng tôi là đều tâm tắc. Đấy, đều tâm tắc luôn. Đấy. Và điều thứ ba nữa là các ống khí trước đây là kỹ thuật cũ làm ấy, là chỉ có cái co này thôi, không có ống khí. Nên hôm nay chúng tôi lại phải là làm cái ống khí, vừa ống khí 60 vừa ống khí 90. Đấy, chúng tôi sẽ làm như thế này. Và chúng tôi có thể là nếu trong trường hợp mà ống khí nó kém thì mình có thể là khoan ống 114. Và chúng tôi sẽ bắt thêm những cái loa đường dẫn loa này, vừa nó chủ nhà là không có loa dẫn, tức là không có loa dẫn. Đây là cái việc mà điều hành khí với nhiệt cực kỳ khó khăn. Đây tôi đang sử dụng vừa ống 90 và ống 114, ống 90 và ống 60 để điều hành cái căn nhà yến này, điều khí. Về cơ bản là như thế này thôi, là tôi quay cho quý vị để làm. Nhưng mà để làm như thế này chúng tôi cũng quá là vất vả, thực sự rất vất vả. Bây giờ làm lại hết đường dẫn, đường du thì vất vả. Đây là cái tầng trệt, đây là các lỗ khí này, đây. Và các đường hoa đây. Chúng ta đang mở loa dẫn đấy. Kính thưa quý vị, đây là cái điều đặc biệt mà chúng tôi phải làm cực kỳ vất vả, phải xả cái thành phẩm như thế này, xả này, xả ra này, đấy, xả ra mới tạo được cái đường nhựa, còn cái nó như thế này mà che kín lại, nó được khoảng khí không đảm bảo được cái con chim đi xuống, và phải tháo xi mo, tháo tôn, tháo cái chỗ gỗ này ra để cái chim xuống. Rồi ở đây thì chắn bạt lại, làm đường dẫn chắn bạt lại. Và đến bây giờ thì công việc cũng đã tương đối là hoàn tất và bàn giao nhà cho chủ nhà. Như thế này ngày mai thiếu, do thiếu ống thì chúng tôi chưa bịt lại. Và bây giờ chúng tôi cũng phải còn một số công việc nho nhỏ thì bác chủ nhà có thể phụ giúp chúng tôi. Và chúng tôi bật nó vô đây. Ở trên đây thì nó có 4 cái âm ly, đây là 2 cái dẫn, 2 cái dù. Tôi bật cái dù lên, cái dẫn là
thứ nó sẽ ổn, không có gì cả. Mà tôi xem cái chim nó về thế nào. Thực sự mấy quý vị hôm nay chúng tôi rất là mệt, làm anh em kỹ thuật rất là mệt để làm căn nhà yến này. Cũng bác chủ nhà cũng có hỗ trợ, cũng anh em hỗ trợ. Và bây giờ chúng tôi làm mới là cái niềm vui lớn nhất rồi, sau khi chúng tôi làm xong. Bây giờ là chim bắt đầu là đảo rồi, tôi quay cho quý vị xem. Xong đấy, chúng tôi giờ đã kết thúc là xong cái nhà yến này, chỉnh chu về mặt kỹ thuật đấy, quý vị thấy này. Đấy, vừa ống 90 mà vừa ống 60. Đấy, xây một bức tường mới bằng bạc cho cái nhà tiền kế này. Quý vị thấy cực kỳ vất vả. Đấy, quý vị thấy chưa? Cái nhà yến này là phải bọc hết toàn bộ 5 sàn bằng bạc đen Hàn Quốc, từ chuồng đảo chim cho đến tất cả từ trên xuống dưới là chúng tôi phải bịt bạt lại, chắn bạt lại bằng nói chung bằng cái vách tường đấy. Đấy, khi mà cái nhà yến là tiền chế là sử dụng tôn, toàn tôn và xi bo thôi là nó không đảm bảo yếu tố về kỹ thuật, về khí, về nhiệt và sáng và độ ẩm nữa. Đấy, nên là phải làm lại hết. Thế là rất vất vả cho cả cái người sửa, vất vả cho cả người chủ đầu tư, rất là khó thành công, vất vả cho cả đội ngũ thi công. Đấy, nói chung là khi các bác làm nhà yến thì đừng có làm cái nhà tiền chế. Đấy, tôi tha thiết vì cái tỷ lệ nó tiết kiệm cũng chả được bao nhiêu cả, nhưng mà cái tỷ lệ rủi ro rất là cao. Thế còn nhà bác này thì lỡ làm rồi, nó thực sự ra lỡ làm rồi thì anh em chúng tôi cũng cố gắng nỗ lực để giải cứu, cố gắng làm những gì tốt nhất cho ngôi nhà yến này thôi. Đấy, nên là không nên làm tiền chế vất vả lắm. Vâng, đây quý vị thấy chim nó bắt đầu là đảo rồi. Và âm thì hôm nay chúng tôi mở đúng chính thức là chuẩn hóa âm, âm mở rất là nhỏ. Đấy, quý vị thấy rất là nhỏ chưa, nhỏ lắm nhưng mà chim vẫn cứ đến đều. Đấy, quay góc bên này. Bây giờ là 5 giờ rồi. Một lát nữa anh em tôi chuẩn bị đồ đạc xong tôi có thể quay lại cái video khi chim nó về. Một lần nữa cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong video clip lần sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị.